để người ta làm cái gì. Đừng đừng có đụng nha, đừng đụng gì bất cứ gì nhau. Ai mình chào tất cả mọi người nha. Chào mọi người. Hôm nay mấy anh em mình có mặt tại ngôi nhà quan này mọi người để làm video khám phá ngôi nhà quan cho tất cả mọi người xem. Thì lúc trước mình có đi khám phá một lần ở ngôi nhà quan ở trên khu kia mọi người. Thì cái ngôi nhà quan này mấy đứa đã từng đi vào ngôi nhà quan lần nào chưa? Chưa. Thì hôm nay mấy anh em mình sẽ đi vào ngôi nhà quan này nha để khám phá để bên trong này xem bên trong này có những gì nha. Mấy anh em mình sẽ vào ngôi nhà quan này nha mọi người. Mọi người nhìn nè, thì trước mặt mình đó là cái này là cái cửa chính nha mọi người, hai bên hông là cửa sổ nha. À đây là chỉ có hai cái cửa ra ngoài nha mọi người. Ui, dây điện à. Ở đây là mình nhìn thấy ở đây là đã có người từng nấu nướng ở đây nha mọi người. Có than với lại hộp quen nè. Trên cửa gạch không? Ui, ở đây. Ê, đây mấy đứa. Mọi người thấy không? Ở đây có chỗ mà người ta đốt để người ta làm cái gì đó mình không biết mọi người. Và có thuốc nè. Cậy nữa mọi người. Rồi đi. Đi qua đây qua đây. Đây. Trong phòng này có tờ báo rồi bánh trái đây. Ôi dơ. Ôi con dơ quá mọi người. Mà đi vô đi. Vô đi. Vô đây. Mình đi đi qua khu nhà này. Nhà này thì này không có gì. Có gì đâu hả? Không. Con dơ. Con dơ không? Chứ mọi người có thấy không? Hai con luôn kìa. Bây giờ nó bay qua quá mọi người. Thôi mọi người nghe mình đi vô tiếp tục. Đi đi ok. Đi từ từ. Thì khu bên đây sẽ có nhà trước mọi người. Ở tại chợ thì không có gì mà. Cái gì? Móc rồi. Đi lên trên đi. Đây có cái lầu mà. Giờ mấy anh em mình sẽ lên cầu thang luôn nha. Đừng có cái bao à. Đi lên trên. Mấy đồ đừng có đụng nha, đừng đụng gì bất cứ gì nhau. Ở đây thì mình hạn chế đụng những cái đồ lạ nha mọi người. Vì gì mình không biết nó là có cái gì á. Không có đụng đồ lạ nha. Chưa? Yeah. Đây mọi người, trên đây thì có một cái thằng khá là bự luôn. Ở đây khá là nhiều rơi nha mọi người. Nó làm tổ. Ở dưới đây thì cũng giống như ở trên này cũng như giống như ở dưới này. Dơ hả? À cái đó cái gỗ để cho phòng xuống dưới á, hết hồn. Đi vô đây nha. Đó anh em mình đi ra nè. Ui dơ, đây rất là nhiều rơ luôn mọi người. Đi lên trên kia đi, lên trên kia đi. Thì trên đây sẽ có một cái tặng ở trên đó nha mọi người. Đây.
gì vậy? Cái gì vậy? Cây mít đó. À, cây mít mọi người. Hãy ăn đi. Rồi, à, đi. Cái thì cái clip sau thì mấy anh em mình sẽ làm một cái clip ăn uống trên đây nha mọi người, để cho tất cả mọi người xem nha. Mọi người thấy video này hay để lại cho mình một like, một đăng ký kênh nha mọi người, để mấy anh em mình có động được làm những video tiếp theo nha. Giờ mấy anh em mình sẽ lên tầng cuối cùng nha mọi người. Tầng này là tầng 3 luôn đó mọi người. Đi từ từ nha, đi trong mé rồi. Thì tầng 3 này là không có gì nha mọi người, không có gì đặc biệt hết. Tại vì mấy cái tầng dưới sẽ có mấy cái nhà bên trong, cái hang bên trong mọi người, thì mấy con dê nó ở nha. Còn trên đây là cái máy mọi người, trống trải lắm. Mọi người nhìn xem ra ngoài. Xuống giờ anh em mình xuống nha mọi người. Tại vì mấy ngôi nhà hoang á thì không nên ở lâu nha mọi người, rất nguy hiểm. Ở đi xuống đi. Thì clip hôm nay mấy anh em mình đi khám phá nha mấy đứa. Thì clip sau thì mấy anh em mình sẽ làm một cái clip ăn cũng như là ăn uống ở đây luôn nha mọi người. Nhà này không biết vì sao mà người ta lại bỏ hoang lâu đến như vậy. Cuối cùng á mọi người, mấy anh em mình cũng khám phá hết cái ngôi nhà hoang này nha mọi người. Thì cũng không có gì đặc biệt mọi người, tại vì có mấy cái con dơ thôi. Với lại ngôi nhà này mình không biết tại sao mà nó lại bỏ hoang, mặc dù nó rất là đẹp nha mọi người. Mà mấy đứa thấy cái ngôi nhà hoang này có gì mà làm gì mấy đứa sợ không? Có dây gắn. Thì bây giờ mọi người, mấy anh em mình cũng xin tạm ngừng video tại đây mọi người. Mọi người thấy hay để lại cho một like và đăng ký kênh nha mọi người. Bye bye mọi người.